Tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề trang phục và chuyện ăn mặc của các nghệ sĩ dường như đã không mới trong giới showbiz và hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung. Nhưng xung quanh nó còn có rất nhiều vấn đề đáng bàn cãi. Tất nhiên là chuyện này không chỉ có riêng ở Việt Nam chúng ta. Và trong thời gian vừa qua thì không ít các vụ việc ca sĩ người mẫu đã bị cơ quan chức năng xử phạt và tạm dừng việc biểu diễn có thời hạn vì bị cho là sử dụng các trang phục được cho là phản cảm và không phù hợp với một số quy định nào đó. Tuy nhiên thì việc xử lý này cũng khiến cho những người trong cuộc không tâm phục khẩu phục và cũng để lại cho dư luận rất nhiều những băn khoăn. Vậy ranh giới nào giữa phản cảm và gợi cảm đối với người phụ nữ nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng? Và trong câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này với vị khách mời của chương trình, đó là nữ nhà văn Di Ly. Thưa quý vị, nữ nhà văn Di Ly có tên thật là Nguyễn Diệu Linh, như mọi người thường biết với cô với cái tên là Di Ly, bút danh của nhiều cuốn sách bestseller của Việt Nam. Không chỉ được biết đến như là một nữ nhà văn trinh thám hàng đầu của Việt Nam, mà Di Ly còn là giảng viên đại học, làm báo, chuyên viên PR và dịch giả. Vâng, xin được cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, trước khi bắt đầu với cuộc trao đổi thì xin được mời nhà văn Di Ly cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh ngay sau đây. Vâng, những cái hình ảnh mà chúng ta vừa xem thì có lẽ là ở đâu cũng có. Nhưng mà sau khi mà xem những hình ảnh vừa rồi thì chị có điều gì chia sẻ về mấy cái chữ như là gợi cảm hay phản cảm hay không ạ? Trong những cái trang phục ở trên thì tôi vừa xem thì tôi thấy có trang phục gợi cảm và có trang phục phản cảm. Cái sự phản cảm ở đây thì theo tôi nghĩ là nó không phải là mình hở cái chỗ nào, hở đến đâu, mà do cái vị trí và những cái họa tiết, phối tiết ở trên trang phục nó thiếu thẩm mỹ, nó rất là kém thẩm mỹ, và tôi cho rằng phản cảm là chính là ở cái lý do thẩm mỹ. Vâng, gần đây thì các cơ quan quản lý dường như là thắt chặt việc xử phạt các nghệ sĩ trong vấn đề trang phục. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là nữ ca sĩ Hương Tràm bị phạt tiền và cấm diễn vì mặc cái trang phục mà theo đánh giá của cơ quan quản lý văn hóa là phản cảm khi mà hát ở trong quán bar. Và một thông tin gần đây nhất đó là siêu mẫu Hà Anh cũng mới bị phạt tiền và cấm diễn khi mặc một bộ trang phục được cho là phản cảm trong một show diễn thời trang. Và sau đây thì xin mời chị Di Ly cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái hình ảnh mà các cơ quan quản lý đã xử phạt Hà Anh. Vâng, chúng ta đang được theo dõi những cái hình ảnh trong cái bộ trang phục mà siêu mẫu Hà Anh đã trình diễn trong cái show diễn ngay gần đây. Và đây được cho là những cái hình ảnh mà siêu mẫu này ăn mặc mặc cái bộ trang phục được coi là phản cảm và đã bị các cơ quan quản lý phạt tiền cũng như là cấm diễn trong một thời gian. Quan điểm của chị trong vụ việc này thế nào ạ? Tôi còn nhớ là cách đây mấy năm thì chúng ta cũng đã có chế tài biểu diễn rồi. Tôi cũng đã viết một cái bài báo về chủ đề này, chứ không phải là đến bây giờ chúng ta mới có cái chế tài đó. Nhưng mà có lẽ là thời gian gần đây thì các cơ quan chức năng là thắt chặt hơn chăng? Tôi ngay từ khi mà đọc cái chế tài biểu diễn này, khi nó dự thảo như vậy thì tôi cũng thấy rất là buồn cười, bởi vì nó có một loạt tính từ và trong hệ thống luật hay văn bản khoa học mà dùng tính từ là một cái điều nó rất là khó chấp nhận. Rồi là trong cái chế tài đó không chỉ là cái việc ăn mặc mà còn đầu tóc của nam thì không được cạo chọc. Thế rồi là rất là nhiều cái là không được hở hang. Thế thì cái từ thế nào là hở hang thì tôi thấy rất là khó. Ngay cả trong luật mà có cái vấn đề đó là cũng là rất là khó để phân biệt. Thế hở hang thì bây giờ ta phải cầm cái thước nữa, ta đo là xem là đến đâu cái váy đến đâu thì là hở ở bao nhiêu phân.
hở chân ngực đến cái nào chắc là ta phải cầm thước ta đo, thì cái điều đó nó rất là bất khả thi. Bởi vì là đối với người này thì nó như mức độ thế này là hở, đối với người kia thì không. Hoặc là như này, một cái cô mà cô rất là cao á, thì cô mặc váy nó hơi trên đầu gối một tí thì nhìn rất là hở, tại vì cái chân của cô rất dài, nhìn thấy rất nhiều chân. Thế còn cô nào mà thấp hơn á, thì cô mặc váy ngắn nữa thì cũng không có cảm giác gì. Ngay cả mắt thường mình nhìn ở ngoài thì tôi cũng vẫn nói thấy là có một cái sự như vậy. Thì cái này nó tôi thấy là nó hơi mơ hồ. Vâng, có một thực tế là ở trên cùng một lãnh thổ Việt Nam thì có cô ca sĩ này mặc hở ngực thì bị chê là phản cảm, nhưng với một cô ca sĩ khác cũng mặc như thế thì lại mọi người lại nghĩ đó là gợi cảm, là sexy. Vậy cái sự phản cảm hay là gợi cảm xuất phát từ đâu? Chính từ con mắt của người nhìn hay là từ người mặc ạ? Bởi vì tôi nói là cái từ cái hở hang nó là một cái khái niệm nó rất là trừu tượng và mơ hồ. Cho nên là ngay cả cái cơ quan chức năng thì cũng khó cho người ta để người ta thẩm định cái việc đó. Ví dụ như là cái nhiệm kỳ của cái người phụ trách cái việc hở hang này thì anh ta sẽ thấy là cái đó là hở hang, nhưng mà sau đó cái người đó người ta chuyển sang làm việc khác hoặc người khác thay thế, thì đến cái nhiệm kỳ của một cái người mới thì họ lại thấy cái đó thì chấp nhận được. Thì riêng cái này thì ngay cả chúng ta thì chúng ta nhìn cái này, người nhìn cái này thì chúng ta thấy là chấp nhận được. Còn người lại cũng vẫn một cái sự vật, một cái bộ quần áo như vậy thì lại cảm thấy là khó chấp nhận. Vâng, rõ ràng là sự phản cảm và gợi cảm đều là do cái nhìn nhận của mỗi người đúng không ạ? Và nếu như mà theo một cái tiêu chí về chân thiện mỹ nào đó mà khi một bộ quần áo hở vừa phải, kín vừa phải thì có lẽ đều là điều mà phụ nữ chúng ta muốn hướng tới. Thưa chị, có một nghịch lý là người ta vẫn muốn những người phụ nữ đứng lên để đấu tranh, giành quyền và sống theo những điều gì mà họ mong muốn. Tuy nhiên thì đôi khi chỉ một sơ ý nhỏ trong cái bộ trang phục mà họ mặc lên người, hoặc là mong muốn là họ được đẹp hơn dưới mắt của mọi người, nhưng mà cuối cùng thì lại bị gán ghép bằng những cái từ ngữ không được hay ho gì cho lắm. Cũng là phụ nữ thì chị có thấy thiệt thòi gì không ạ? Tôi nghĩ là cái mà cái việc mà để chế tài xử phạt và để bình luận như vậy thì có lẽ là nên để cho công chúng. Bởi vì là người nghệ sĩ là biểu diễn cho công chúng, cho nên là nếu như mà sau một cái phần trình diễn như vậy mà bây giờ cái dư luận nó cũng rộng đường lắm, nó không phải như ngày xưa là chúng ta chỉ xem chứ chúng ta bình luận một nhóm với nhau mà chúng ta không thể nào cho người ca sĩ đó biết được là cô ăn mặc như thế có phản cảm hay không. Mà bây giờ thì các diễn đàn thì vừa biểu diễn xong có thể là 2 phút sau là trên mạng đã bình luận về những cái đó rồi. Thế thì có thể là trong cái, tôi thì tôi tuyệt đối cho rằng là số đông không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà trong chuyện trang phục thì số đông là tuyệt đối đúng. Thậm chí là trong cái cách ăn mặc của tôi thì khi mà tôi ra đường mà nhiều người chê cái bộ này xấu quá, đến người thứ ba trở lên là tôi sẽ thay đổi. Bởi vì thế này, rõ ràng là mình mặc là để cho người khác nhìn, chứ không phải là mình nhìn, mình chỉ có vài phút nhìn cái bộ trang phục của mình trong gương thôi. Cho nên là cái người mà để nhìn thấy cái bộ trang phục đó mới chủ yếu là người khác. Thế thì nếu như mà nhiều người mà bảo nó không đẹp thì chắc là nó không đẹp, nó không ổn. Cho nên là cái việc mà công chúng mà phản đối cái trang phục đó của người nghệ sĩ thì tôi nghĩ là không có lý gì mà họ lại tiếp tục mặc nữa đâu. Bởi vì là họ biểu diễn phục vụ công chúng, hơn nữa là không phải là người bình thường. Người bình thường thì cũng phải mặc cho người khác xem rồi. Đây là họ thì cái đối tượng quan trọng nhất của người nghệ sĩ vẫn là công chúng, họ phục vụ công chúng. Cho nên là tôi nghĩ không phải vì mỗi một bộ quần áo mà họ lại mong muốn làm cho cái sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng. Cho nên là tôi nghĩ là công chúng cũng là cái người mà phán xét nghiêm túc nhất. Và trên các diễn đàn, trên mạng thì họ có thể là đánh giá như vậy. Thì chính cái điều đó đã là một sự trừng phạt cho người ca sĩ rồi về cái sự phản cảm. Và tôi nghĩ là họ sẽ rút kinh nghiệm ngay, cho nên là cũng không cần đến cái mức là phải một cái chế tài nó hơi kém tế nhị như vậy. Vâng, rõ ràng là những người nghệ sĩ khi mà hoạt động trong giới nghệ thuật cũng như là giới showbiz thì có lẽ là chúng ta nên tìm hiểu xem là phản ánh từ công chúng, phản ánh từ khán giả như thế nào để có thể lựa chọn ra những bộ trang phục để đi diễn với các show diễn, với những cái sự kiện phù hợp với mình, đúng không ạ? Là một người phụ nữ thì chị nghĩ như thế nào về vai trò của sự gợi cảm đối với phái đẹp ạ? Tôi nghĩ là phái đẹp thì nên có một cái sự biểu cảm và gợi cảm
trên trong cái cách thể hiện về thời trang. Chúng ta cũng là một cái đất nước nó không phải là hà khắc như là một số quốc gia đạo Hồi, cho nên là cái văn hóa thì chúng ta cũng phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cái người phụ nữ mà có một cái cơ thể đẹp mà nếu mà họ mặc kín mít từ đầu đến chân ấy, thì nó cũng không cũng rất là tiếc cho họ, là có thể là cái trang phục nó không tôn được cái vẻ đẹp của họ lên. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có một cái biểu hiện gợi cảm ở trang phục thì đó cũng là một cái điều tốt. Và thực ra thì phụ nữ thì nói chung là tất cả những người phụ nữ có cơ thể đẹp thì họ phần lớn là họ đều muốn khoe ra thôi, chứ ít khi là họ muốn giấu. Cho nên là cái việc này mà chúng ta có bắt họ giấu không thể bắt được đâu. Chỉ có điều là nếu như mà cái khoe mà nó phản cảm ở cái tính mà thiếu thẩm mỹ, thì tôi nghĩ là ngay cả nhiều người mà ăn mặc kín cổng cao tường họ phản cảm, họ vẫn cứ phản cảm bởi vì cái trang phục của họ là rất là thiếu thẩm mỹ. Cho nên là không phải là ta cứ kín cổng cao tường là ta thẩm mỹ, mà ta có hở hang ta lại không thẩm mỹ, mà cái thẩm mỹ chính là cái gu, cái mắt nhìn gu thời trang của cái người mặc nó. Và mặc cái bộ trang phục nào còn phải phù hợp với thời đúng gian rồi, phù hợp với không gian và với cái hoàn cảnh lúc đó. Thế tôi nghĩ là những cái người nghệ sĩ mà họ biểu diễn ví dụ trong cái quán bar thì tôi nghĩ là có lẽ là họ có thể ăn mặc nó biểu cảm hơn một chút là cũng không có sao. Trong khi là cùng một cái trang phục đó mà họ lại đi dự một cái tiệc quan trọng thì nó cũng khó. Cho nên là với một số cái trang phục mà tôi đã từng thấy là bị phạt vì phản cảm, thì tôi thực sự tôi bản thân tôi thấy nó cũng không làm sao cả. Nhiều trang phục của tôi thấy nó đẹp, không phải bình thường hay không mà nhiều trang phục tôi thấy nó đẹp, nhưng mà đúng là trong những cái hình ảnh vừa nhìn thì tôi thấy có trang phục trông cũng phản cảm thật, vì cái thẩm mỹ rất là kém. Ngay cả cái chỗ vị trí chỗ hở rồi là những cái ấy thì nó trông nó cũng buồn cười, nhìn là mắc cười luôn ấy. Thì cái đó thì đúng là do cái thẩm mỹ của người mặc. Thì chúng ta bây giờ là trên các diễn đàn thì người ta cũng rộng đường dư luận rồi, cho nên là ngay ngày hôm sau là người nghệ sĩ đã biết mình ăn mặc như nào, cho nên cái điều đó là điều cái sự trừng phạt lớn nhất rồi. Vâng, cá nhân tôi thì không biết là chị Diên Linh như thế nào. Tôi thì tôi thấy là bây giờ ra ngoài đường có vẻ như là chúng ta ăn mặc có vẻ hơi khó. Nếu như mà kín mít một chút thì lại bị chê là không có gu thẩm mỹ, rồi là cổ lỗ sĩ. Nhưng mà ví dụ như là hở một chút thì lại coi là dễ lộ hàng. Vậy theo chị, mà một người đang hoạt động trong giới nghệ thuật thì việc ăn mặc có phải là vấn đề đối với chị không? Rất là vấn đề chứ, tại vì thực ra là mình, cái quan điểm của tôi đã là khi là một người bình thường thì cũng là mặc cho người khác xem, mà nhất là khi mà mình có nhiều công chúng thì mình càng nhiều xem người xem mình hơn. Hơn thế nữa lại mình là một dù sao những người nghệ sĩ cũng là một cái biểu tượng là họ không được phép làm gì sai, đặc biệt là sai về mặt thẩm mỹ. Bởi vì là đã làm nghệ thuật là liên quan đến thẩm mỹ. Thế cho nên là sai về thẩm mỹ là cái sai đầu tiên mà khó chấp nhận. Vì vậy thì cái việc ăn mặc thì tôi nghĩ là cũng nên rất là cẩn trọng. Cẩn trọng theo tôi là về mặt thẩm mỹ đã. Mình mặc cái bộ đấy nó có đẹp hay không? Tất nhiên là phải phải có một cái bản lĩnh về thời trang thì mới có thể là quyết định được cái việc đấy. Vâng, đó là những cái ý kiến của cá nhân nhà văn Diên Ly đã trao đổi với các quý vị khán giả của kênh VTC14 trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chị rất nhiều qua cuộc trao đổi này, và chúc cho chị trong thời gian sắp tới sẽ ra thêm nhiều những tác phẩm tới cho quý độc giả. Xin được cảm ơn chị ạ.